Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Giao thông An toàn ngày 21 tháng 1 của kênh VTC14. Mở đầu bản tin là những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật trong khung giờ cao điểm chiều ngày hôm nay. Tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều ngày hôm nay khá khó khăn ở cả hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tình trạng ùn tắc cục bộ đã xảy ra tại một số tuyến đường và lực lượng chức năng đã phải rất vất vả để điều tiết lượng phương tiện. Trên quốc lộ 5, đoạn qua ngã tư Châu Quỳ đã xảy ra ùn tắc cục bộ theo hướng phương tiện đi Hải Phòng. Đến 17 giờ 20 phút chiều ngày hôm nay, tình hình giao thông trên đoạn đường này vẫn không mấy khả quan, mặc dù lực lượng chức năng đã có mặt để phân luồng phương tiện. Trên đường Đội Cấn từ ngã tư Lê Hồng Phong đến Vạn Bảo, ngã tư Chùa Bộc đến Thái Hà, đường Nguyễn Trãi, đoạn từ ngã tư Sở đến trước cổng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, đường Trường Chinh, đặc biệt là tại ngã tư Vọng có khá đông các phương tiện và quý vị có thể di chuyển chậm. Đường An Dương Vương đoạn cách cầu Thăng Long khoảng 1 km vừa xảy ra một vụ va chạm gây cản trở các phương tiện khi đi qua tuyến đường này. Tại thành phố Hồ Chí Minh, tuyến đường Hai Bà Trưng Điện Biên Phủ, Nam Kỳ Khởi Nghĩa Hai Bà Trưng có khá đông các phương tiện. Tình trạng một số người điều khiển xe máy cố gắng len lách giữa dòng xe ô tô đã gây cản trở tầm nhìn của các tài xế và khiến cho tình trạng ùn tắc thêm phần khó khăn. Giao cắt Lý Thường Kiệt, đường mùng 3 tháng 2, vòng xoay Vũng Tàu có khá đông các phương tiện nhưng quý vị có thể lưu thông khá dễ dàng với tốc độ ổn định. Khu vực xe đang ùn tắc cục bộ gồm đường Tôn Đức Thắng, đường Trần Huy Liệu, Hoàng Văn Bánh. Quý vị nên lựa chọn một lộ trình khác để di chuyển dễ dàng hơn. Còn sau đây là những thông tin về tình hình tai nạn giao thông trên cả nước trong ngày 21 tháng 1 theo thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Đường sắt cung cấp. Tính đến 16 giờ chiều ngày hôm nay, đã có 61 vụ tai nạn giao thông xảy ra trên phạm vi cả nước, làm chết 35 người, bị thương 38 người. Trong đó có 59 vụ tai nạn giao thông đường bộ và làm chết 33 người, bị thương 35 người. 2 vụ tai nạn giao thông đường sắt đã làm chết 2 người, bị thương 3 người. Hôm nay, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra xử lý 5.652 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, kho bạc nhà nước thu 2 tỷ 540,7 triệu đồng, tạm giữ 6 xe ô tô, 272 xe mô tô. Tiếp theo là một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã có công điện gửi Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải và Ban An toàn Giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về đảm bảo an toàn đi lại cho người dân dịp Tết. Theo đó, yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với thanh tra giao thông tăng cường tuần tra lưu động, kiểm tra xử lý nghiêm các lái xe vi phạm, nhất là vi phạm về sử dụng rượu bia, chất kích thích khi lái xe, trở qua số hành khách, chạy quá tốc độ quy định, bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ để phát hiện kịp thời và xử lý những hành vi lừa đảo, cưỡng ép, xâm phạm tài sản và sức khỏe của hành khách. Đặc biệt, Tổng cục Đường bộ, Cục Đường thủy nội địa công bố số điện thoại đường dây nóng phục vụ Tết trên các phương tiện thông tin đại chúng và gửi đến các địa phương, các đơn vị kinh doanh vận tải để niêm yết trên các phương tiện vận tải hành khách phục vụ Tết. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa phê duyệt dự án lắp đặt thiết bị xử lý chất thải sinh hoạt trên các toa tàu khách. Theo đó, trong năm 2014, Đường sắt Việt Nam sẽ đầu tư hơn 302 tỷ đồng với 50% vốn ngân sách nhà nước cấp để mua sắm, lắp đặt thiết bị thu gom chất thải sinh hoạt cho 823 toa tàu chở khách. Từ tháng 10 năm 2013, các nhà cung cấp thiết bị đã lắp đặt thử trên một số đoàn tàu. Trong tháng 1 này, Đường sắt Việt Nam sẽ đánh giá loại thiết bị nào phù hợp để lựa chọn lắp đặt. Thống kê sơ bộ, mỗi ngày trên tuyến đường sắt Bắc Nam có khoảng 6 tấn phân và 40.000 lít nước tiểu được xả thẳng xuống đường sắt. Tuy nhiên đến nay mới có 10% toa tàu lắp thiết bị vệ sinh tự hoại có thu gom chất thải. Sau khi Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng có công văn yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo Vietnam Airlines xem xét có phương án giảm giá vé máy bay hợp lý trên đường bay Thành phố Hồ Chí Minh Côn Đảo, Vietnam Airlines đã quyết định giảm 25% giá vé đường bay Thành phố Hồ Chí Minh Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh tại tất cả các mức giá hiện nay đang áp dụng bắt đầu từ hôm nay 21 tháng 1. Tuy nhiên, không phải tất cả các hành khách của Vietnam Airlines đều được hưởng mức giảm giá này, mà chỉ những người có hộ khẩu hoặc đang sinh sống và làm việc tại Côn Đảo và các chiến sĩ đang thực hiện nghĩa vụ tại địa phương. Trước đó, nhiều ý kiến cho rằng vé máy bay chặng Thành phố Hồ Chí Minh Côn Đảo đắt một cách bất hợp lý, thể hiện sự độc quyền của Vietnam Airlines trên thị trường hàng không. Chỉ so sánh giá vé ngay trong hãng, chặng bay này ngắn hơn so với chặng Thành phố Hồ Chí Minh Phú Quốc 50 km nhưng lại có giá cao hơn gấp 1,5 lần. Ban quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội và liên danh APA Bureau Veritas Certifer của Pháp
vừa ký hợp đồng gói thầu tư vấn độc lập, kiểm tra và chứng nhận an toàn hệ thống thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội. Thời gian thực hiện 57 tháng, đơn vị tư vấn có nhiệm vụ kiểm tra và chứng nhận an toàn cho hệ thống đường sắt đô thị trước khi đưa vào vận hành theo đúng thông lệ quốc tế và phù hợp với quy định hiện hành của Việt Nam. Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội là một trong những dự án giao thông trọng điểm của thành phố Hà Nội với tổng chiều dài 12,5 km. Đây là dự án phức tạp, áp dụng nhiều công nghệ tiên tiến hiện đại, khi hoàn thành sẽ góp phần giảm ùn tắc trên trục hướng tâm từ phía tây thành phố vào trung tâm. Sáng ngày hôm nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân đã phải triệu tập một cuộc họp khẩn về sự cố cháy cầu Tánh Ngầm chở 92 người vào ngày hôm qua. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đã yêu cầu tạm đình chỉ hoạt động của tất cả các tàu cánh ngầm trên tuyến thành phố Hồ Chí Minh - Vũng Tàu để kiểm tra sự an toàn và sẽ loại bỏ những tàu không đảm bảo an toàn. Ủy ban Nhân dân thành phố đã giao Công an thành phố Hồ Chí Minh lập tổ kiểm tra điều tra nguyên nhân của vụ cháy tàu, trong đó phải làm rõ trách nhiệm của cơ quan kiểm định. Theo giấy chứng nhận đăng kiểm, tàu có sức chở 132 hành khách, nhưng tại thời điểm xảy ra sự cố, tàu chỉ chở 85 hành khách, trong đó có 37 hành khách là người nước ngoài. Đây là chiếc tàu có 2 máy và được thay máy gần đây. Tàu có xuất xứ từ Ukraine đã 18 tuổi. Chiếc tàu cánh ngầm SG-3837 thậm chí mới được Chi cục Đăng kiểm số 6 thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cách đây vài ngày. Dù sự cố không gây thương vong về người, nhưng lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đánh giá đây là vụ việc nghiêm trọng nên đề nghị Bộ Giao thông Vận tải làm rõ trách nhiệm của đơn vị kiểm định để xác định trách nhiệm cụ thể, rõ ràng ở sự cố này. Trước đó vào đầu giờ chiều qua, tàu cánh ngầm số hiệu SG-3837 của hãng tàu Vina Express sau khi rời bến Bạch Đằng để đi về Vũng Tàu 15 phút thì xảy ra sự cố. Ngay sau đó, cả con tàu bùng cháy dữ dội khiến toàn bộ hành khách, nhân viên trên tàu phải nhảy vội xuống nước để thoát thân. Vietnam Airlines cho biết, thời gian qua đã nhận được khá nhiều khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc lừa đảo bán vé máy bay của hãng thông qua hình thức giao dịch điện tử, gần đây nhất là lừa đảo bán vé máy bay Tết. Thông qua Facebook, những kẻ lừa đảo đã quảng cáo bán vé đi dịp Tết với giá tương đương hạng phổ thông, mặc dù hạng vé này đã hết chỗ. Cụ thể, khi thấy giá rẻ, khách hàng đăng ký mua vé máy bay bằng cách gửi email theo địa chỉ đã ghi trên mạng để đặt chỗ và nhận được mã đặt chỗ hạng thương gia với mức giá cao hơn so với giá đã thỏa thuận. Sau khi kiểm tra mã đặt chỗ qua điện thoại, khách hàng gửi xác nhận thông tin chính xác tới địa chỉ email đã giao dịch. Những kẻ giao bán vé trên mạng xã hội thực hiện thanh toán rồi gửi lại email xác thực số vé và hành trình nhận được từ hệ thống đến khách hàng. Nhận được vé, khách hàng chuyển tiền vào tài khoản của những kẻ đó. Ngay sau khi nhận được tiền, kẻ lừa đảo đã hủy vé, lấy tiền và biến mất, khách mua vé trắng tay. Trường hợp khác là các đại lý ma, không phải các đại lý chính thức của Vietnam Airlines, được lập nên với mục đích lừa đảo, lừa bán vé cho khách hàng thông qua các giao dịch bằng email. Sau khi khách hàng kiểm tra và chuyển tiền, nộp tiền trực tiếp hoặc chuyển khoản, đại lý đã trả lại vé, chiếm đoạt tiền của khách. Vietnam Airlines cho biết, những trường hợp lừa đảo như trên đã làm thiệt hại về kinh tế của Vietnam Airlines và khách hàng, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín và hình ảnh của hãng. Ông Trần Ngọc Thành, Chủ tịch Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, dù vốn hạn hẹp nhưng Tổng Công ty sẽ tập trung khắc phục các khúc cua để kéo dài đoàn tàu và nâng số lượng tàu Bắc Nam từ 18 lên 25 đôi. Người đứng đầu ngành đường sắt cũng hứa nâng cấp toa xe và tăng tiện nghi cho khách. Chủ tịch Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, hệ thống bán vé điện tử sẽ được áp dụng ngay trong năm 2014 để tạo thuận lợi cho khách và triệt tiêu tình trạng cò, phè vé. Ông Thành cũng khẳng định nếu không làm tốt sẽ xin từ chức. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông phụ trách mảng đường sắt cho rằng cam kết từ chức thể hiện trách nhiệm, quyết tâm của ông Thành. Thứ trưởng Đông cũng cho biết trước mắt ngành đường sắt phải tập trung tái cơ cấu với nhiệm vụ chính là thoái vốn đầu tư ngoài ngành và sắp xếp lại bộ máy và cổ phần hóa các doanh nghiệp. Với đơn vị có tới 40.000 nhân viên cùng những công nghệ cũ kỹ như đường sắt Việt Nam, để giảm giá vé, Thứ trưởng Đông yêu cầu ngành đường sắt trước hết phải ra soát lại mức sử dụng nhiên liệu, nhân lực phục vụ để giảm chi phí, giá thành. Nếu tàu hỏa cứ duy trì mức giá cao thì sức cạnh tranh sẽ kém, hành khách sẽ chuyển sang đi loại hình khác. Như thường lệ, sau đây là lịch bay hàng không trong ngày.
Uống rượu bia và lái xe, giá đắt phải trả. Còn bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục câu chuyện giao thông của ngày hôm nay. Thưa quý vị, mặc dù chưa phải là cao điểm học sinh, sinh viên về quê đón Tết Giáp Ngọ, nhưng thực tế trên nhiều tuyến quốc lộ đã xuất hiện tình trạng xe nhồi nhét khách, chở quá số người quy định. Thực trạng này đang chỉ ra rằng nếu không bố trí phương tiện tăng cường hợp lý tại các bến xe khách, tình trạng xe nhồi nhét khách, thu giá quá quy định lại vẫn sẽ diễn ra và không được kiểm soát. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Đường Hồ Chí Minh, khu vực giáp danh giữa Hòa Bình và Hà Nội. Đội Cảnh sát Giao thông đường Hồ Chí Minh thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hòa Bình kiểm tra chiếc xe khách Hiền Lan mang biển kiểm soát 36B00335, lái xe xuất trình đầy đủ giấy tờ. Vậy nhưng khi kiểm tra trên phương tiện, Cảnh sát Giao thông phát hiện xe chở quá số người quy định, vượt quá khoảng 10 người trên phương tiện 45 chỗ. Nói chung là vì cái nhu cầu đi lại khách ngày Tết, ngày lễ thì cũng về nên là cũng muốn khách đi lại, nó phương tiện nó ít nên là lên cũng hơi quá tải, mất mấy người. Còn chiếc xe này xuất phát từ bến xe khách Mỹ Đình, thành phố Hà Nội. Ngoài chở quá số người quy định, búa thoát hiểm được lái xe cất kỹ trong túi. Búa phải để ngoài cất đi thế. Vì cái này là cũng để trong xe nhưng mà để ở chỗ theo quy định hay bị mất trộm, khách người ta hay lấy vứt đi. Nên là buộc phải để gọn. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hòa Bình, tình trạng xe khách vi phạm các quy định, thể lệ vận tải, đặc biệt là hiện tượng nhồi nhét khách, thu quá giá, hiện diễn biến khá phức tạp vào dịp giáp Tết. Mặc dù mới mở cao điểm xử phạt khoảng 1 tháng nay, nhưng Cảnh sát Giao thông đã phát hiện xử lý hàng chục trường hợp vi phạm giao thông, chủ yếu là xe khách tuyến Hà Nội đi Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Có thể nói rằng là cái tuyến đường Hồ Chí Minh cũng là cái tuyến mà lực lượng cảnh sát giao thông làm tương đối mạnh và triệt để. Do vậy là ngay từ bây giờ là các cái phương tiện vận tải khách, đặc biệt là tuyến cố định cũng đã đều hiểu và biết rằng là nếu vi phạm sẽ bị xử lý. Do vậy nên là bước đầu cái công tác phòng ngừa mình và thực hiện là tương đối có hiệu quả, và cái vi phạm cho đến bây giờ là mặc dù là nó vẫn còn có lúc nó diễn ra, thế nhưng mà dù sao nó đã ngăn chặn tương đối triệt để. Liên quan tới câu chuyện xe nhồi nhét khách đang nóng dần dịp cận Tết, công ty quản lý bến xe khách Hà Nội mới đây đã khẳng định sẽ không để thiếu phương tiện và hành khách phải qua đêm trong bến xe vào những ngày cao điểm. Công ty này cũng đưa ra quan điểm sẽ xử lý nghiêm các xe khách nhồi nhét, thu quá vé nếu nhận được phản ánh từ phía lực lượng chức năng và hành khách. Chúng tôi cũng đã có cái khuyến cáo với các doanh nghiệp chấp hành nguyên quy định, bên cạnh đấy thì phối hợp các lực lượng chức năng tăng cường các cái lực lượng phối hợp xử lý theo thẩm quyền khi mà nhận được cái phản ánh. Nghiêm cấm tình trạng xe khách tăng giá vé, nhồi nhét khách dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 là yêu cầu bắt buộc của Thủ tướng Chính phủ cũng như Bộ Giao thông Vận tải. Bộ Công an đã chỉ đạo các địa phương và lực lượng xử lý vi phạm giao thông. Vậy nhưng khi lái xe, phụ xe khách còn chủ quan vì lợi nhuận thì việc kiểm soát vi phạm đang đặt ra một thách thức rất lớn. Bản tin Giao thông An toàn ngày 21 tháng 1 của kênh VTC14 xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.